Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo bikini turu cho bé xinh xắn như thế này. Mẫu này thì mình cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ cũng được ha. Trong cái phần thân áo này thì mình có móc nhiều vòng móc với công thức móc khác nhau, cho nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một size trước. Khi hiểu được cách móc ở phần thân áo này rồi thì cuối clip mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size ở mỗi vòng móc cho từng size ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Mình sẽ sử dụng len miu cốt tông 125g và kim 2,5mm để móc cho phần thân áo này ha. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha. Mũi móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, mình sẽ nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Và di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Thì đây là chân mũi móc đơn đầu tiên ha, móc vào đó cho mình một mũi dời. Trước khi kết thúc thì các bạn sẽ kéo dài sợi len và mình sẽ kéo lại cho cái mũi dời của mình vừa kết thúc nhỏ lại nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích thì ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Vòng móc thứ hai mình có thay màu nên ở đây mình sẽ cắt len nè. cắt cái đoạn len thừa phía sau đi ha để thay màu thì các bạn đưa cho mình màu len khác ra phía sau nè mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên mà mình vừa móc cái mũi giờ kết thúc vòng phía dưới á đâm kim vào đó sau đó kéo cái sợi len này qua chân móc từ đây mình sẽ móc lên hai mũi móc xích thì hai mũi này sẽ được tính là một mũi móc ha khi có được hai mũi móc xích rồi các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích để mình tạo cái khoảng cách di chuyển kim đến chân móc thứ hai móc vào đó một mũi móc đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn và sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha móc lên một mũi móc xích nè chân thứ tư móc một mũi móc đơn lên một mũi móc xích chân thứ năm cũng móc cho mình mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn. Sau khi đã móc cho mình được vào 6 cái chân móc rồi thì điểm kết thúc các bạn cũng móc lên một mũi móc xích. Ban đầu mình có gây nên 3 mũi móc xích ha, thì hai mũi đầu tiên được tính là một mũi. Mình đâm kim vào chân thứ hai, móc vào đó một mũi dời. Nhớ guốt lại cho mũi dời nhỏ lại ha, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ở đây mình sẽ thay màu nên tiếp tục cắt len ha. Đưa sợi len khác màu ra phía sau nè, mình sẽ có những cái khoảng trống giữa các cái mũi móc đơn nè có gây nên một mũi xích để tạo khoảng trống nè thì mình sẽ đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ ha mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên sau đó mình kéo cái sợi len qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích hai mũi này sẽ được tính là một mũi ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách sau đó cũng vào cái khoảng trống mà mình vừa đâm kim đó móc cho mình một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích tạo khoảng cách và tiếp tục cũng cái khoảng trống đó móc tiếp vào đó một mũi móc đơn tính luôn ba cái mũi đầu tiên mình gây nên là một thì ở đây mình đã có ba mũi nè móc lên một mũi móc xích khoảng trống kế bên các bạn cũng móc cho mình ba mũi móc đơn và mỗi mũi móc đơn sẽ cách nhau là một mũi móc xích ha đây đâm vào khoảng trống nè móc đơn đầu tiên nè móc lên một xích tiếp tục móc đơn thứ hai cũng vào khoảng trống đó lên một xích móc đơn thứ ba lên một xích làm tương tự cho các khoảng còn lại ha khoảng trống thứ ba cũng móc 3 mũi móc đơn và cách nhau là một mũi móc xích móc đơn đầu tiên nè móc lên một xích móc đơn thứ hai lên một xích móc đơn thứ ba lên một xích và làm tương tự cho đến hết vòng Sau khi móc đến cái khoảng trống cuối cùng mình có được 3 mũi móc đơn cũng vào cái khoảng trống cuối cùng ha Thì móc lên một mũi móc xích Ban đầu ở cái khoảng trống đầu tiên mình có gây nên 3 mũi móc xích Thì hai mũi đầu tiên được tính là một mũi rồi Các bạn đâm kim cho mình vào chân xích thứ hai Móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng ha Cuốc lại cho mũi giờ nhỏ lại nè Sau đó móc lên một mũi móc xích mình thay màu nên ở đây mình sẽ cắt len ha. Đưa sợi len khác màu ra phía sau. Mình cũng có những cái khoảng trống giữa các cái mũi móc đơn nè. Thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào một khoảng trống bất kỳ nha. Mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên mà mình bắt đầu móc luôn. Sau đó kéo sợi len qua cái khoảng trống này. Móc lên hai mũi móc xích. Hai mũi này cũng được tính là một mũi móc tiếp lên một mũi móc xích để tạo khoảng cách sau đó khoảng trống thứ hai mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn móc lên một xích để tạo khoảng cách tiếp tục khoảng trống kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn lúc này các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối ha cứ đâm kim vào mỗi khoảng trống móc một mũi móc đơn ta cứ cách nhau là một mũi móc xích tương tự cho đến hết vòng móc đơn nè lên một xích nè khoảng kế tiếp móc mũi móc đơn nè lên một xích tương tự đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì ban đầu cũng gây nên ba mũi xích nè thì mình cũng đâm kim vào chân xích thứ hai móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha nhớ quốc lại cho mũi dời nhỏ lại móc lên một mũi móc xích thì hàng móc màu nâu mình vừa hoàn tất sẽ tạo ra tổng cộng là 18 cái khoảng trống 18 khoảng trống này mình sẽ móc chính cái cánh ở phía ngoài ha Thì để móc cái cánh này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một khoảng trống bất kỳ Ở đây mình cũng có những cái khoảng trống giữa các mũi móc đơn nè Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một khoảng bất kỳ Sau đó mình kéo cái sợi len qua cái khoảng trống đó Móc lên một mũi móc xích Khoảng trống đầu tiên cũng là cái khoảng trống mình vừa móc đó Móc vào đó một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào khoảng trống đầu tiên rồi ha khoảng trống thứ hai các bạn sẽ móc cho mình cái phần cánh ở bên này móc vào ba mũi kép đơn cùng khoảng trống kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba được ba mũi kép vào cái khoảng trống thứ hai thì khoảng trống thứ ba móc cho mình một mũi móc đơn tức là lúc này mình sẽ móc xen kẽ ha khoảng trống mình móc mũi móc đơn rồi thì khoảng kế tiếp sẽ móc cho mình phần cánh gồm ba mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba sau đó tiếp tục hoa khoảng trống kế bên móc cho mình một mũi móc đơn các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho đến cuối vòng cứ một khoảng trống mình móc mũi móc đơn thì khoảng kế tiếp sẽ móc cho mình ba mũi kép đơn kép đơn đầu tiên mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba sau đó tiếp tục khoảng kế tiếp móc mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng Sau khi đã móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi mà ta móc mũi móc đơn đầu tiên á, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Nhớ quốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Mình tiến hành cắt len sau đó mình viền lại cái phần cánh nè. Ở cái sợi len thừa của cái vòng mà mình vừa kết thúc nè. Phía trước nó là chân móc mình móc mũi dời kết thúc thì phía sau nó là cái chân của mũi dời, là cái chân móc mà mình hay guốc lại cho nó nhỏ lại ha thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của cái mũi dời đó để mình bắt đầu cái vòng móc viền ha. Đâm kim vào cái chân móc của cái mũi dời nè, sau đó kéo cái sợi len qua chân móc này. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Chân đầu tiên mà mình gặp sẽ là cái chân móc của mũi móc đơn. Thì thay vì mình móc vào chân của mũi móc đơn đó, các bạn sẽ đưa kim xuống phía dưới. Mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống mà mình móc mũi móc đơn đó ha. Đây là khoảng trống mà mình móc mũi móc đơn đó nè, ở cái phần màu nâu á móc vào đó cho mình một mũi móc đơn và khi kéo cái sợi lên nhớ kéo dài cái sợi lên lên cho nó bằng với cái mũi mà mình đang móc móc vào đây mũi móc đơn kéo dài nè thì ta sẽ có được một cái đường viền như thế này chân kế tiếp sẽ là ba chân móc của ba mũi kép đơn thì ba chân này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên nè khi móc thì nhớ dấu sợi len thừa nhé chân kế tiếp sẽ là chân của mũi móc đơn thì thay vì móc vào chân móc các bạn cũng làm tương tự cho mình giống mũi đầu tiên đâm chim xuống phía dưới vào cái khoảng trống mà mình móc mũi móc đơn đó móc cho mình một mũi móc đơn kéo dài kéo dài lên nè móc vào đây mũi móc đơn nè ta sẽ có được cái đường viền thứ hai ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng chân kế tiếp mình gặp sẽ là chân đầu tiên của ba mũi kép đơn nè thì ba cái chân đó mũi chân móc một mũi móc đơn mũi thứ hai nè và mũi thứ ba sau đó kế tiếp sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào cái đường nằm bên dưới là cái chân móc mà mình móc cái mũi móc đơn này nè móc vào đó một mũi móc đơn kéo dài thì các cái họa tiết của mình nó sẽ lộ rõ hơn ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc được đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi đầu tiên là cái mũi mà mình móc mũi móc đơn kéo dài nè Móc vào đó cho mình một buổi giờ để mình kết thúc vòng. Móc lên một buổi móc xích, sau đó mình cắt len ha. Khi hoàn tất được cái hàng móc này rồi thì các bạn để ý cho mình, mình sẽ có tổng cộng là 9 cái họa tiết mà có 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc á. Đây, mình sẽ có 9 cái nè. 1 2 3 4 5 6 7 8, và 9 mình sẽ tạo ra cái họa tiết tam giác như thế này cho cái phần cúp của mình nè, thì chính cái mũi nó các bạn sẽ chia cho mình ra làm ba, mình sẽ chọn một cái cánh đầu tiên làm à, cánh tạo góc trước nè, các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào một trong những cái cánh bất kỳ trước ha, thì cánh của mình có 3 mũi móc đơn các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái mũi móc đơn nằm chính giữa nha, từ cánh này đến cánh tiếp theo sẽ cách nhau là hai cánh tiếp tục đánh dấu vào cái cánh thứ ba đánh dấu vào cái chân mũi đơn nằm chính giữa ha kế tiếp từ cánh này đến cánh tiếp theo cũng chừa cho mình hai cánh dính giữa ha đâm kim vào chân nằm chính giữa nè thì lúc này cái cánh cuối cùng và cánh đầu tiên cũng cách nhau là hai cánh chính giữa mình sẽ tạo ra được ba cái góc như thế này bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi giờ mình vừa kết thúc cái phần màu xanh kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó chân đầu tiên mà mình gặp là chân của mũi móc đơn kéo dài thì chân đó móc cho mình một mũi móc đơn khi mà mình gặp cái cánh đầu tiên là cánh mình đánh dấu nè thì ở đây mình có ba cái chân móc cái chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép để mình nâng cao được cái chiều cao của mũi móc đến cái chân mà mình đánh dấu là cái chân nằm chính giữa thì cái chân đó các bạn sẽ móc cho mình một cái góc ha đây góc như thế này nè thì các bạn móc cho mình vào đó là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc khi móc nhớ dấu lên thừa ha kép đơn đầu tiên nè và kép đơn thứ hai khi có được hai mũi kép đơn móc lên một xích và tiếp tục cũng móc thêm hai mũi kép đơn vào chân móc đó nữa ta có kép đơn thứ ba nè và kép đơn thứ tư như vậy là ở cái chân móc chính giữa đó mình sẽ tạo ra được một cái góc như thế này ha còn lại một chân móc thì chân móc đó các bạn sẽ móc tương tự giống như chân đầu tiên móc vào đó một mũi nửa kép để mình hạ cái độ cao của mũi móc nè như vậy là ta đã có được một cái góc đầu tiên ha các chân còn lại thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn ở hai cái cánh này các bạn cũng móc bình thường ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn chứ mình không tạo góc mình sẽ móc các cái mũi móc đơn cho đến cái cánh mà mình đánh dấu ở đây sau khi đã móc cho mình được các cái mũi móc đơn đến cái cánh tiếp theo mà mình đánh dấu thì làm tương tự giống như cánh đầu tiên tức là mình có ba cái mũi móc nè thì ba mũi móc đó chân đầu tiên móc cho mình một mũi nửa kép để nâng cao chiều cao của mũi móc chân thứ hai sẽ tạo một góc ha tháo kim đánh dấu ra nè thì cái góc của mình các bạn sẽ móc cho mình là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục ta móc kép đơn thứ ba và kép đơn thứ tư cũng vào cùng chân móc luôn ta sẽ có được cái góc nè còn lại một chân móc cuối cùng thì chân đó móc cho mình mũi nửa kép ta có được góc thứ hai ha tiếp tục các chân còn lại thì cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cái góc thứ ba các bạn cũng tạo cho mình một góc tương tự sau đó móc đến cuối hàng Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng móc rồi nè, thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên là cái mũi mà mình bắt đầu móc của cái phần màu trắng này luôn. Móc vào đó cho mình một mũi dời ha, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ta sẽ có được một cái tam giác như thế này. Sau khi các bạn đã móc cho mình được phần cúp này, thì các bạn móc tiếp cho mình thêm một cúp còn lại nữa. Sau đó mình sẽ móc cái sợi dây và viền lại ha. Mình sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi đã có được một nút rồi từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích làm sao cho nó có được cái chiều dài khi mình nối từ cái phần dưới nách ra phía sau nó có thể cột lại ở phía sau lưng ha ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 100 mũi móc xích thì cái xích này tùy vào tay thợ móc mà các bạn có thể canh chỉnh cho mình cái độ dài của sợi xích cho phù hợp ha 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi có được 100 mũi móc xích đã được cái chiều dài của đoạn dây rồi thì các bạn đâm kim cho mình vào một cúp. Mình sẽ đâm kim vào một trong ba góc của cái cúp đầu tiên này. Là cái khoảng trống xích nằm chính giữa móc vào một mũi dời. Như vậy là mình đã có được một cái sợi dây luồn ra phía sau để cột ở phía sau lưng nè. Bây giờ mình sẽ viền lại ở phần cúp này ha. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó cái khoảng trống mà mình vừa đâm kim đó móc vào đó một mũi kép đơn. Từ cái chân móc kế bên này là cái chân móc đầu tiên mình sẽ bỏ qua một chân và móc vào chân thứ hai một mũi dời ta sẽ có được một cái đường viền ha. Móc lên hai mũi móc xích. Chân đó mình tiếp tục móc thêm một mũi kép đơn nữa. Sau đó bỏ qua một chân móc móc vào chân móc thứ hai một mũi dời móc lên hai mũi móc xích đâm kim vào chân mình vừa móc mũi dời đó móc một mũi kép đơn bỏ qua một chân móc móc vào chân thứ hai một mũi dời sau đó các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến ký góc thứ hai ha Sau khi đã viền được cho mình được đến cái phần góc rồi nè Thì cái chân móc ở chính giữa của cái góc này các bạn cũng móc cho mình một mũi dời ha Vì cái khoảng cách của nó đang bằng nhau rồi nè Bỏ qua một chân móc và lúc này mình sẽ đăng kim vào khoảng trống Móc một mũi dời nè Sau đó móc lên hai mũi xích Khoảng trống đó móc một mũi kép đơn Tiếp tục bỏ qua cái chân móc sát khoảng trống đó Móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời Các bạn sẽ viền tương tự cho mình đến góc thứ ba sau khi đã viền được đến cái góc thứ ba nè mình đã viền được hai cạnh của cái cúp ngực của mình rồi ha móc vào cái khoảng trống thứ ba đó một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích thì mình chỉ viền hai cái cạnh của cúp thôi nè còn cái cạnh còn lại mình sẽ móc cái ngoại tiết thì từ cái cúp này đến cúp thứ hai khi móc lên một mũi móc xích rồi di chuyển kim đến cái cúp thứ hai mình sẽ đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ của một góc móc vào một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích và các bạn tiếp tục viền cho mình hai cạnh của cúp còn lại ha tương tự như cúp đầu tiên nè viền hai cạnh lên hai mũi móc xích khoảng trống đó móc một mũi kép đơn bỏ qua chân móc xét khoảng trống đó móc tiếp vào cái chân móc thứ hai một mũi dời lên hai mũi móc xích chân đó móc tiếp một mũi kép đơn sau đó bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một mũi dời và móc tương tự cho mình cho đến cái góc thứ ba sau khi đã viền cho mình được hai cái cạnh của cái cấp thứ hai rồi nè thì mình sẽ có được cái phần thân áo như thế này từ đây móc lên một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích ven đầu để mình buộc ra phía sau lưng ha mình cũng móc lên tổng cộng là 100 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi có được hai cái sợi dây rồi nè buộc ra phía sau rồi ha, mình sẽ có được cái phần áo như thế này. Bây giờ mình sẽ nối lại bằng cái họa tiết ở bên dưới tạo tu ru, tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Để cái phần cúp theo cái vị trí này ha, mình sẽ đâm kim ở cúp đầu tiên. Đâm kim vào chân móc đầu tiên là cái chân móc tính từ cái góc này đi ra ha, vào chân móc đầu tiên. Sau đó mình sẽ kéo nút qua chân móc này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó từ đây các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái khoảng trống xích là cái mũi xích mà mình nối hai điểm á. Móc cho mình vào cái chân móc xích đó 6 mũi kép đơn ha. Kép đơn đầu tiên khi móc nhớ gió lên thừa nha. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu vào cùng một cái chân móc đó. Sau khi có được 6 mũi kép đơn rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái cấp thứ hai. Mình cũng đâm kim vào chân đầu tiên luôn nhé. Móc vào đó một mũi dời. Ta hoàn tất được cái hàng đầu tiên ha. Từ cái chân móc này các bạn đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời, sau đó chân kế tiếp móc một mũi dời, tức là mình sẽ dời qua hai chân. Để móc cái hàng tiếp theo ha, Quay ngược đầu móc lại thì các bạn quay ngược chiều kim đồng hồ. Lúc này mình có 6 chân móc của 6 mũi kép đơn thì đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Lên 2 mũi móc xích. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Lên 2 xích. Tiếp tục chân thứ tư một mũi móc đơn. Lên 2 xích. Chân thứ năm một mũi móc đơn. Lên 2 xích và chân thứ sáu móc một mũi móc đơn đến cái chân thứ sáu này các bạn sẽ đâm kim bỏ qua chân móc kế bên móc vào chân kế tiếp của cái phần cúp thứ hai ha ở đây mình lên hai mũi này thì bây giờ các bạn sẽ bỏ qua một chân móc vào chân thứ hai một mũi dời ta hoàn tất được hàng thứ hai tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân kế bên móc một dời và chân kế tiếp móc một dời mình dời lên hai chân ha quay ngược đầu móc lại cũng quay theo ngược chiều kim đồng hồ ở sáu cái mũi mà mình vừa móc ở đây thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là năm cái khoảng trống năm cái khoảng trống ha thì cái khoảng trống đầu tiên móc cho mình một mũi kép đơn trước sau đó móc lên hai mũi móc xích các bạn sẽ chụm cho mình lần lượt hai khoảng trống lại thành một mũi ha thì khoảng trống đầu tiên mình vừa móc một kép đơn rồi tiếp tục lấy lên đâm kim vào khoảng thứ nhất là khoảng đầu tiên Kéo len qua hai đường trên kim, sau đó đâm kim vào khoảng thứ hai. Kéo len, kéo qua hai đường trên kim sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim, ta chụm lại được hai cái khoảng trống thành một ha. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó các bạn tiếp tục chụm cho mình khoảng thứ hai và khoảng thứ ba. Lấy len nè, đâm kim vào khoảng thứ hai và khoảng thứ ba ha. Khoảng thứ hai, kéo len, kéo qua hai đường. Tiếp tục lấy len, đâm kim vào khoảng thứ ba kéo qua hai đường sau đó kéo qua ba đường ta được cái mũi thứ hai tiếp tục móc lên hai xích làm tương tự ha chụm khoảng thứ ba và khoảng thứ tư sau đó chụm khoảng thứ tư và thứ năm ha ta được cái mũi chụm thứ ba nè tiếp tục móc lên hai mũi xích mũi chụm thứ tư và cái khoảng trống thứ tư và thứ năm móc lên hai mũi móc xích mình có được 4 mũi chụm rồi ha Thì cái khoảng đầu tiên ban đầu mình có móc lên một mũi kép đơn Thì lúc này cái khoảng cuối cùng các bạn cũng móc cho mình thêm một mũi kép đơn nữa Sau đó bỏ qua một chân móc vào chân thứ hai của cái phân cúp một mũi dời Ta sẽ có được cái hàng thứ ba ha Tiếp tục dời cho mình qua hai chân nè Quay ngược đầu móc lại Nhớ quay ngược chiều kim đồng hồ ha Lúc này mình sẽ có những cái khoảng trống giữa các cái mũi chậm Thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào các cái khoảng trống đó Họa tiết sò ha Móc vào hai mũi kép đơn Vào cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp nè Kép đơn đầu tiên Và mũi kép đơn thứ hai có được hai mũi kép đơn rồi móc lên bốn mũi móc xích một hai ba và bốn sau đó đâm kim ngược lại về cái đường móc nằm phía dưới của chân kép đơn thứ hai nè và cái đường nằm ngang với nó song song với nó nó có hai đường nè móc vào đây một mũi dời ta tạo ra được cái khoảng trống của bốn mũi xích ha tiếp tục móc vào cái khoảng trống đó hai mũi kép đơn nữa mình sẽ có được bốn mũi kép đơn vào cái khoảng trống đầu tiên này các bạn sẽ móc cái họa tiết này tương tự cho mình cho các cái khoảng trống còn lại khoảng trống thứ hai nè móc vào hai mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai sau đó móc lên bốn mũi móc xích 1, hai 3, 4, đâm kim vào cái đường móc phía dưới móc vào một mũi dời hai cái đường móc song song với nhau ha sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc mà mình vừa móc đó hai mũi kép đơn nữa và làm tương tự cho mình cho đến hết sau khi móc đến cuối thì ta sẽ có được năm cái họa tiết ha kết thúc các bạn cũng bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một mũi dời như vậy là ta sẽ có được cái họa tiết tạo tu ru phía dưới nè nối hai cái cúp lại với nhau từ hàng kế tiếp thì mình sẽ móc những cái họa tiết sò xếp lớp với nhau nè các bạn cũng đâm kim cho mình qua hai chân móc mũi dời ha sau đó quay ngược đầu móc lại lúc này mình sẽ có những cái khoảng trống của bố mũi xích mà mình móc đây nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào từng cái vòng tròn đó móc cho mình 3 mũi kép đơn được 3 mũi kép đơn thì móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn cũng vào cái khoảng trống đó luôn ta sẽ có được họa tiết sò so đầu tiên ha các bạn sẽ móc cho mình cái họa tiết sò so này tương tự cho các cái khoảng còn lại mình sẽ có tổng cộng là 5 cái họa tiết cho 5 cái khoảng này ha. Mỗi khoảng cứ móc cho mình 3 mũi kép đơn Lên 2 xích và 3 mũi kép đơn cùng vào cái khoảng trống đó luôn Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì cũng bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi dời từ cái hàng họa tiết sò này lên hàng họa tiết sò kế tiếp thì các bạn cũng đâm kim cho mình dời qua hai chân ha tương tự giống như các hàng bên trên thì mình cũng dời qua hai chân nè sau đó quay ngược đầu móc lại quay ngược chiều kim đồng hồ mình sẽ có những cái khoảng trống giữa các cái họa tiết sò thì khoảng trống đó cứ móc cho mình ba kép hai xích và ba kép ba mũi kép vào cùng cái khoảng đó nè sau đó móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục ba mũi kép cũng vào cái khoảng đó luôn ta được cái họa tiết đầu tiên ha và làm tương tự cho mình cho đến hết hàng sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng thì tiếp tục kết thúc mình sẽ bỏ qua một chân và móc vào chân kế tiếp một mũi dời móc lên một buổi móc xích kéo dài sợi len và cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình tạo cái sợi tu rua ở bên dưới ha đây ta sẽ tạo ra được cái họa tiết nối ở bên dưới nè cái độ dài của cái sợi len này tùy vào sở thích mà các bạn có thể canh chỉnh cho mình độ dài cho phù hợp ha để tạo cái phần tua ru cho cái áo của mình á tiếp tục sử dụng sợi len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài chập đôi cái đoạn len này lại thì ta sẽ có được một cái độ dài cho phần tua ru nè sau đó mình cắt cái đầu này ha đây là mặt phải của phần thân áo thì các bạn sẽ đưa cho mình cái mặt trái lật lại mặt trái mình sẽ có những cái chân móc nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một cái chân móc sau đó mình sẽ kéo cái đầu của cái sợi dây mà mình vừa cắt qua cái chân móc đó ha kéo qua chân móc sau đó mình sẽ kéo hai cái đường móc đó qua cái vòng tròn này guốc lại nè thì lúc này ta sẽ tạo được một sợi tu ru các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái chân còn lại để mình tạo cái độ dày cho cái phần tu ru của mình ha mình sẽ có được cái phần tu ru ở bên dưới rồi nè thì tiếp tục cái sợi dây để mình tạo cái cúp ở bên trên các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút mình sẽ đâm kim vào cái khoảng còn lại của cái góc ở phần cúp sau đó mình kéo nút vừa tạo qua cái khoảng này ha Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để mình có thể cột ra phía sau cổ Thì đối với phần dây ở bên trên này mình sẽ móc tổng cộng là 90 mũi móc ha Làm cho hai bên tương tự sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần dây cột cũng như là phần tu bên dưới thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu áo bikini xinh xắn như thế này. Khi mình đã nắm rõ được cái công thức móc cho cái phần thân áo này rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size nè. Đối với size này thì nó sẽ có độ free size cộng trừ 3 cho đến 4 tuổi ha. Những bạn nào mà muốn móc size to hơn nè thì ở vòng móc thứ hai, thứ ba và thứ tư các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép thay vì là mũi móc đơn như cái hướng dẫn ha. Và khoảng cách giữa các cái mũi nó sẽ cách nhau là hai mũi móc xích thay vì là một mũi như họa tiết mà mình đang làm. Còn đối với cái phần cánh ở phía ngoài thì phần cánh ở phía ngoài thay vì mình móc 3 mũi kép đơn, các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi ha. Còn những bạn nào mà muốn tăng size nữa á, thì thay vì hàng móc thứ hai, thứ ba và thứ tư mình sẽ móc mũi kép đơn ha và khoảng cách nó cũng cách nhau là hai mũi xích. Ở cái phần cánh thế này nè, các bạn có thể tăng cho mình khoảng tầm 5 cho đến 7 mũi ở mỗi cánh ha. Và mình có thể tạo cái điểm nhọn cho phần cánh của mình nó đẹp hơn. Những bạn nào mà móc thêm size người lớn hơn nữa á, Mà cái độ rộng của cái vòng tròn này nó đã vừa đủ để mình có thể tăng size được nữa á, Thì các bạn sẽ tăng cho mình thêm một vòng ở phía ngoài Thì thay vì cái hàng móc này mình móc mũi móc đơn nè Thì tiếp tục các bạn móc thêm cho mình một hàng nữa Hàng đó mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để mình móc ha Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn Còn đối với cái phần góc thì mình cũng móc hai kép, một xích và hai kép để mình tạo cái điểm nhọn cho cái phần cúp của mình móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa để cho cái phần cúp của mình nó có cái độ rộng ra hơn so với size người lớn ha. thì như vậy là mình sẽ tăng size được cho cái mẫu áo của mình nè. hoặc là những bạn nào mà khi canh size tùy vào vòng ngực nó to hay nhỏ, mà các bạn có thể canh cho mình cái mũi kép hoặc là mũi nửa kép hoặc là mũi móc đơn cho cái phần cúp ở bên trong nó phù hợp hơn với size các bạn cần móc ha. còn về cái họa tiết sò ở bên dưới này thì mình sẽ tăng cho cái độ rộng của họa tiết sò nó rộng hơn ha. Ví dụ ở đây của mình là 3 kép 2 xích và 3 kép thì các bạn có thể tăng cho mình là 4 kép 2 xích, 4 kép hoặc là 5 kép thôi, và cách nhau là 2 xích cho cái phần này nó sẽ rộng ra hơn nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong một cái mẫu áo bikini với họa tiết xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.